Lại phải đổi à? Lại phải đổi mỗi người gửi tí à? Rồi rồi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà anh Trá bị mù cả đôi mắt, có người vợ bị tâm thần, có người con bị thiểu năng trí tuệ nha các bạn. Và hôm nay vào ấy, Mỹ Hải sẽ trao phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cũng có gửi lên cho Mỹ Hải là 2.500.000 đồng. Và cô Nghi cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là sẽ mua một cái chặn mát cho vào nhà anh Trá nhé các bạn. Và hôm nay vào ấy, Mỹ Hải cũng có mua được chặn mát với lại là một bao gạo, với lại là một kiện mì tôm nhé các bạn. Tổng hết số tiền Mỹ Hải mua hết là 1.500.000 đồng. Và còn lại là 1.000.000 ấy, Mỹ Hải vào Mỹ Hải sẽ trao trực tiếp cho nhà anh Trá nhé các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay Mỹ Hải vào ấy, Mỹ Hải sẽ trao phần quà của chị Lý ở Na Uy. Chị Lý ở Na Uy ấy cũng có gửi lên cho Mỹ Hải là 2.000.000. Và chị Lý ở Na Uy cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là 1.000.000 sẽ mang vào cho nhà anh Trá. Và còn 1.000.000 sẽ mang vào cho nhà ba cháu một cô nhé các bạn. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải vào trao phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh và trao phần quà của chị Lý ở Na Uy cho nhà anh Trá nhé các bạn. Không biết là anh Trá có ở nhà không nhỉ em? Xinh nhỉ? Có. Mình vào khỏe phết đấy. Trên mình đi lạnh nhỉ em nhỉ? Đi qua đằng tắt đây luôn à? Nếu không thì qua đằng trên rộng hơn không? À, lại đi qua đường nương. Đi không đúng đường rồi Mi vào. Đường là ở bên trên mà. Ô, anh Trá đi này. Bà đang rất anh Trá đi đâu đây? Ôi cháu hờ cũng kè được những cái bờ nương đấy hết rồi nè. Trưởng xóm này. À đây là cũng nhờ mấy anh em giúp kè đây à. Đây các bạn ạ. Ở trên vùng Mỹ Hải ấy. Bây giờ là lại phải kè như vậy để lúc trời mưa ấy, để tránh đất trôi nhé các bạn nhé. Theo như em Xính trưởng xóm có nói rằng là cũng có nhờ anh em là anh Trá đằng đây. À nhau treo. Ừ. Các bạn ạ. Bà thì cũng đang đưa anh Trá ra ngoài nương. Anh Trá tuy mù nhưng mà được cái là anh Trá cũng chỉ trống như vậy thôi các bạn ạ. Ôi, được không đấy? Đấy các bạn ạ. Tuy rằng là anh Trá bị mù cả đôi mắt nhưng anh cũng chỉ trống gậy như vậy mà đi thôi. Đi quen rồi à? À, nếu bây giờ là bình thường là bảo anh Trá vào nhà em là có đi đi được đấy không? Có nhưng mà phải có một người đi trước. À phải có một người đi trước à? Chỉ nhà thì mới biết đúng không? Đây các bạn ạ, đường gồ ghề như vậy mà anh Trá cũng tự đi được nhá. Đấy, rau nhà anh Trá ôi cũng rất là tốt các bạn ạ. Cũng rất là tốt này. Đấy. Cả rau ở trên này các bạn ạ. Rau ở trên này là như thước phim ngắn hôm nọ của Mỹ Hải ấy. Vào là cũng rất là cằn. Nhưng hiện giờ là cũng đang rất là ẩm này các bạn này. Chắc là tận dụng lại những cái nước mà rửa bát đũa để cũng chăm ở đây. Cũng rất là tốt. Các bạn ạ. Như đợt trước Mỹ Hải vào ấy, Mỹ Hải cũng không để ý rằng là
ở bên này trước là rất là rộng. Ở bên này là hai cái ngôi mộ mà cũng cạnh nhà anh Trá luôn. Đây các bạn ạ. Đây này. Đây là hai ngôi mộ nhá các bạn nhá. Cũng là sát nhà anh Trá. Trước là Mỹ Hải à. Tưởng là cái này là kè thôi. Kè bờ nương nhưng mà hóa ra là không phải. Đây là hai ngôi mộ. Đấy, giờ là Mỹ Hải sẽ vào nhà anh Trá. À, tối quá nhỉ, nhớ chưa? À? Ừ, tốt là nhớ chưa đẹp vò. Ừ. Đấy, bà cũng à, có đến nhà anh Trá. Đấy, cháu Hờ. À, cháu Hờ đây. Cháu Hờ cũng đang lấy ghế cho Mỹ Hải ngồi các bạn ạ. Cháu Hờ rất là ngoan. Đâu? Còn mà. Sương mù quá không sáng được. Đấy, bật on đấy. Đấy. Ừ, bật on là được mà. Sáng rồi. Đấy, cháu Hờ đang nấu cái gì trong này đây? Không thì nó chỉ tao. Tao chỉ hỏi có gió về nó sửa. Đấy, Mỹ vào ơi. Bây giờ là mình sẽ kê cái tủ này vào vị trí nào để cho nhà anh Trá đi. Chắc là chỉ muốn đặt vào đây là hợp lý không ạ? Đặt chỗ nào? Đặt góc trên này á? Vâng. Rồi rồi, nếu không thì đặt góc đấy đi. Khéo là mình để góc trong này cũng được Mỹ vào, được không? Thử đo xem nào. Để trong này hả? Để trong này này. Không được, nó khoảng vướng vào cái cột ngay. Vướng cột á? Vâng, vướng cột không được. Vì là cái trận bát đây là cũng to quá nhỉ. Rộng mà nó phải vào sát tường là mới được. Rồi, như là cái cú của anh Trá đây này cũng rất là rộng. Nếu mà bỏ được cái này cắt ngắn đi xong là đùi cho cái này vào đây thì hợp lý này. Cắt ngắn đi đúng không? Đấy. Rồi, thôi được rồi. Thế bây giờ là cháu kê ra kia. Đấy, kê ra góc đấy. Các bạn ạ, nhà anh Trá thì các cháu để cũng chỉnh ngủ là những cái chăn màn như vậy. Vì là cái giường đây là hôm nọ là mua lên. Nhà anh Trá thì bây giờ là các cháu ấy cũng chỉ lấy cái chăn bông như này để giải thôi. Còn cái chăn này là chăn hôm nọ là Mỹ Hải cũng có mua vào ấy các bạn ạ. Người ta bị nằm ấy giả. Mỹ Hải cũng đang bỏ xem chăn chiếu nhà cháu Hờ. Thì cho nên là cháu Hờ cũng có nói rằng là cũng chưa gấp được chăn màn. Đấy, nhà anh Trá thì cũng có lấy được một tí củi ở trong này các bạn ạ. Đấy Mỹ vào ơi, dạ. Cất lại những cái dây đấy cho nhà anh Trá đi, cái dây đấy nó bỏ đi đi. Xong là cho nhà anh Trá hôm nào mà để buộc cái ngô cũng được. Đấy, để góc đếm được mà. Chị Lo, ừ. Nấu được tôi nhá, tôi chú ý lúc dành để cho nhá. Hôm qua này mà nhà tôi phong nghi, nhớ là quần đảo quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhá, để sát. Tiết tôi vô cháu nhá. Tiết tôi vô cháu mà cháu sách được phao à. Ờ, cháu sách được phao. Phao bảo bao nhiêu vô tôi phú cùng lão à. Ờ, tao là. Đấy các bạn ạ, mình cũng có nói với anh Trá rằng là phần quà mà mua trận bát đây là của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ấy. Cũng có gửi lên là 2.500.000 đồng. Và Mỹ Hải cũng có mua được gạo với lại là mì tôm. Và trận bát tổng hết số tiền là 1.500.000 đồng nhé các bạn. Và còn lại là 1.000.000 ấy. Là Mỹ Hải cũng sẽ trao trực tiếp cho nhà anh Trá để cũng sắp Tết rồi, để anh Trá còn được mua thực phẩm với lại là thịt để đón một cái Tết nhé các bạn nhé. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng sẽ trao phần quà của chị Lý ở bên Na Uy nhé các bạn nhé. Chưa mới từ phao Lý ở nhớ của Na Uy ở của Mỹ Cua. Nhớ của Mỹ Cua. Ờ, sát Tết thôi nhá. Để sát Tết thôi. Ờ. Tao là đây các bạn ạ. Mỹ Hải cũng có nói rằng là chị Lý ở bên Na Uy cũng có gửi 1.000.000 vào cho nhà anh Trá ấy. Và Mỹ Hải cũng có dặn anh Trá rằng là cũng sẽ mua thịt để treo lên, còn hơn tháng nữa thôi thì là anh Trá cũng sẽ mua thịt về để treo mà để trong gia đình để được đón Tết nhé các bạn nhé. Và với lại là bây giờ là Mỹ vào ơi, dạ. Cháu lấy tiền để đưa cho anh Trá. Vâng vâng. Đấy, 2.000.000 đấy, 1.000.000 là của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Đấy, mình mua chặt bát cũng còn thừa đấy. Đấy, đây là 1.000.000. Đấy, đưa cho anh Trá.
này. Ít chỗ. Được phong nghi ạ. Ủa, cho sách được phong nghi mê. Cho sách được phong nghi ạ. Cho sách được phong nghi hơn mãi cho mất tiền tôi rồi. Tao rồi. Đấy các bạn ạ. Phần quà này là phần quà mà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Còn dư lại vào 1 triệu nhé các bạn nhé. Và qua đấy anh trai cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và Mỹ Vả ơi, đưa 1 triệu kia để đưa cho anh Trá. Của phần quà là phần quà của chị Lý ở bên Na Uy. Đấy, đưa 1 triệu đấy. 1 triệu này. Đúng rồi. Cái này là tôi... Từ phâu lý ạ. Từ phâu lý nhập của Mỹ Cư nhá. Sát tiết tôi nhá. Sát tiết tôi đó rồi. Sát tiết tôi toàn cung lào đấy. Ông phải tưởng sát tiết tôi. Ông để cho sát tiết phâu tiết luôn. Ông để cho sát tiết phâu. Sát tiết tôi đó cũng cứu à. Các bạn ạ. Mình cũng có nói với anh Trá rằng là phần quà mà của chị Lý ở bên Na Uy ấy cũng có gửi tiền về cho nhà anh Trá. Thế cho nên là anh Trá cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 và cảm ơn chị Lý ở bên Na Uy nhé. Đấy, bà thì cũng đang rất là lạnh. Thế cho nên là bà cũng đang đun bếp sưởi ở đây. Hôm nay thời tiết có rất là lạnh. 5 độ C. 5 độ C đúng không? Rồi. Rất là lạnh. Đấy, cháu Hờ cũng đang đun bếp này. Đấy. Anh Trá cũng rất là mừng này. Vì là cháu Hờ ở đây là cháu Hờ cũng biết đây là chặn bát nhá các bạn nhá. Để đặt những cái bát đũa vào đây. Chào chào nị. Ôi cho sát sầu đi mà. Đưa đi mua chả xanh à. Cái này xanh. Xanh à? Xanh à? Xanh à? Xanh à? Các bạn ạ, anh Trá cũng rất là mừng. Vì là Mỹ Hải cũng có hỏi anh Trá rằng là chặn bát này ấy, là mấy tầng. Anh Trá thì cũng đang xoa như vậy. Anh Trá có nói rằng là chặn bát này ấy, ngăn dưới cùng là nữa là 4 ngăn. Thế cho nên là anh Trá cũng rất là mừng. Với lại là cháu Hờ đây cũng đang để những cái bát đũa đây để cho vào chặn bát này các bạn này. Nó đi xí phá chỉ xí phá à? Xí phá đâu. Ồ, xí phá à? Xí phá tụt tao. Xí phá tụt tao. Các bạn ạ, mình cũng có hỏi anh Trá rằng là có chặn bát như vậy rồi anh Trá có mừng không? Cho nên là anh Trá cũng có nói với Mỹ Hải rằng là anh Trá rất là mừng nhé. Và anh Trá rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Với lại là cháu Hờ ở đây cũng rất là chăm chỉ. Những cái bát đũa đây, như đợt trước mua vào ấy, là cũng có những cái bát đũa ở đây. Cháu Hờ cũng có rửa sạch hết rồi. Thế cho nên là cháu Hờ cũng biết đây là chặn bát. Thế cho nên là cháu Hờ cũng đang để những cái bát úp vào trong chặn trong này. Đâu trước mình vào thì mình mua cả bát con kia mà Mỹ Vả. Vâng, chắc là hay là nhà anh Trá lại cứ ăn thìa. Có cả những cái bát con mà. Có cả bát con, có cả đũa. Thìa. Chắc là mỗi lần bát Trá bảo là bụng để trên các xe này. Bụng trên các xe thế này á. Ờ cho nó cho mình thì đi đi đó. Lại sợ là chị không minh mẫn đúng không? Mang đi đâu hết. Rồi rồi rồi. Bát Trá là phải cất trên gác xe. Là phải cất ở trên gác trên này đúng không? Buộc lên trên cái tải treo lên đấy. Đấy anh Trá cũng có buộc lên trên cái tải trên này này các bạn này. Vì là anh Trá cũng có nói rằng là chị cũng bị tâm thần như vậy ấy, lại phải để cao lên. Vì là mỗi lần chị về ấy, với lại là cũng không có chặn bát thì chị cũng sẽ mang đi ấy. Thế cho nên là anh Trá cũng đang cất trên, chỉ để lại những cái bát tô ở trong này thôi. Cái lọ đựng đũa đâu Mỹ Vả? Mỹ Vả ơi, cái lọ đựng đũa đâu? Có mà. Có thì chắc là chị ấy trên đưa rồi. Ôi giời, lúc nào chú cũng dặn vậy rồi. Dặn là lúc nào phải để ý là mình phải có cả ống đựng đũa đây. Thế thì mai chắc là mai đi phải bảo. Bảo cháu Hờ ấy, để cái đũa lên trên. Đừng đừng để gần dưới cùng. Để mai mình vào là mình sẽ lấy ông đũa vào. Cháu Hờ cũng đang sắp những cái bát đũa ở trong này. Cho tao nó. Ôi nhà anh Trá nhiều chén thế. Chén này chén uống rượu nhà anh Trá phải không? Chén nhà uống rượu nhà anh Trá.
Ờ, mà nó thấy bom rồi. Đấy, tóc của anh Trá được rất là dài rồi. Nay vào ấy, mình cũng có cầm cả tấm đơ, tí nữa vào mình sẽ hất tóc cho anh Trá. Mình chung đó tiếp lao á? Ờ. Tiếp là chị tiêu. Đây là tiền nhá. Bảo à. Ờ, 18 phút đó tiêu. Nhá. Các bạn ạ, mình cũng có nói với anh Trá rằng là tóc của anh Trá cũng đã dài rồi. Thế cho nên là Mỹ Hải sẽ hất tóc cho anh Trá. Anh Trá cũng có nói với Mỹ Hải là ngồi đun cây ngô thôi, cho nên là cũng rất là bụi. Thế cho nên là anh Trá cũng ngại rằng là Mỹ Hải cắt. Thế cho nên Mỹ Hải cũng bảo là dài rồi, Mỹ Hải sẽ cắt cho anh Trá nhé các bạn nhé. Ôi, tôi bắt nhẹ mỗi thế là bây mùa tranh được khơi chế, bà ta có lỗi biệt đàn từ trong mùa được tơ á. Ồ, phải mùa tranh khơi ta, bà ta đã có lỗi biệt đàn tám mùa. Các bạn ạ, mình cũng có hỏi anh Trái rằng là chị hôm nay là đi đâu rồi. Thế cho nên là anh Trái bảo là cũng đi được hơn một tuần nay. Lúc đấy ấy, thì cũng vừa về nhà một lúc thôi. Thế cho nên là chị lại tiếp tục đi rồi. Chị cũng có ở nhà nha các bạn nhé. Đấy, trong giường nhà anh Trái cũng chỉ ngủ như vậy thôi. Ôi, những cái chăn này hỏng hết rồi mấy bà ạ. Chăn này hỏng hết rồi. Ôi, chăn hỏng hết rồi. 5 độ C là ngủ như thế, chăn này là lạnh lắm. Đây, có cả tủ mà, sao lại không để quần áo vào trong kia? À, quần áo này, quần áo của cháu bé à? Sao lại để trong này? Phải vào chỗ để vào tủ chứ. Các bạn ạ, anh Trá thì cũng có ngủ một cái chăn như vậy. Đây, cái chăn bông này thì cũng rất là mỏng. Với lại là cũng có một cái chăn chiên đây thôi. Chăn này thì cũng rách hết rồi. Lúc ra này áp bữa thì chỉ no. À, cho bà này giả vô chị tao à? Cho bà này có khóc lạ. Cho bà có lạ. Bữa này no. No. Ồ. Các bạn ạ, mình cũng có hỏi anh Trái rằng là những cái chăn như vậy mà ở trên vùng Mỹ Hải bây giờ ấy cũng chỉ là 5-6 độ. Cũng rất là lạnh. Thế cho nên Mỹ Hải cũng có hỏi anh Trái rằng là những cái chăn này có lạnh không. Anh Trái có nói rằng là rất là lạnh nhé các bạn nhé. Vì là anh Trái có nói rằng là mắt của anh Trái cũng bị mù cả đôi mắt rồi. Thì anh Trái cũng không biết làm cách nào mà anh Trái cũng chỉ ngủ tạm như vậy thôi. Đây cũng có hai cái chăn như vậy thôi. Rất là thương cho nhà gia đình nhà anh Trái. Mà ông chả cho không giấu nên à? Cho không giấu nên ông chả chỉ cho tủ à? Cho mẹ cũng có nhà tê liên liệu cho thể để làm cho trẻ tròn cháu tê còn gì thế à? Ồ, các bạn ạ, mình có hỏi anh Trái rằng là những cái túi quần áo này này các bạn này, sao lại không để vào trong tủ? Vì là mình nhà mình đã có tủ rồi ấy, thì anh Trái cũng có nói rằng là những cái bộ quần áo này ấy, là cũng những cái bộ quần áo mà của cháu bé cũng không đủ cháu bé mặc rồi, thì cho nên là anh Trái cũng tận dụng lại mà để làm gối nhé các bạn nhé, vì là anh Trái cũng không có gối. Anh Trái cũng chỉ lấy những cái thang giường đây này các bạn này. Đấy, những cái thang này để anh Trái là kê làm gối. Rất là thương cho gia đình nhà anh Trái. Các bạn ạ, đây là những cái tủ mà hôm trước là cũng có mua vào cho gia đình nhà anh Trái. Thế cho nên là bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ bảo cháu Hờ mở ra xem là cháu Hờ có gấp quần áo gọn gàng ở trong này không. Mẹ ơi! À, cái lúa tủ này sửa chứ không đi nào, à, tay không cho chị tay à? Ừ. Các bạn ạ, mình cũng có nói với cháu Hờ rằng là mở ra để cho mình xem là cháu Hờ có gấp quần áo gọn không. Đấy, chìa khóa để cháu Hờ không đang đeo ở ngực như vậy. Ồ, ông muốn cho không nhận đeo tay rồi chứ? Không nhận chị tay à? Không nhận chị tay à? Chị tay mất quá, các bạn ạ, mình có nói với cháu Hờ rằng là cháu Hờ gấp cũng rất là gọn, thế cho nên là cháu Hờ cũng có nói ấy, những cái bộ này là cháu Hờ cũng chỉ là gấp vào thôi, cho nên là cháu Hờ cũng chưa gấp gọn, thế cho nên là bây giờ là cháu Hờ đang gấp. Đấy, cháu Hờ cũng rất là gọn này các bạn này, quần áo của cháu Hờ cũng rất là nhiều, vì là cũng có các bác ở bên Mỹ cũng có gửi quần áo về cho nhà anh Trái, thì là cháu Hờ cũng đang gấp gọn vào trong tủ trong này. Đấy, ở trong này là cái gì đây? À, trong này là có cả bàn chải này, lược chải đầu, zip đánh răng, với lại là kem đánh răng. Những cái kem đánh răng này này các bạn này. Hôm trước là cũng có cô ở bên Mỹ cũng có gửi về cho nhà anh Trái.
thì cháu Hở cũng đang cất ở trong này. Và còn ngăn tủ dưới này các bạn ạ, cháu Hở cũng đang lấy khăn để cháu Hở lau qua. Tuy rằng là cháu Hở cũng bị thiểu năng trí tuệ như vậy đấy các bạn ạ, cũng là một người lao động chính ở trong gia đình, thế cho nên là cháu Hở cũng rất là chăm chỉ, gấp quần áo cũng rất là gọn gàng. Theo như em Xính ấy, trưởng xóm ở trong thôn ấy, cũng có nói với lại là Mỹ Hải rằng là trước ấy cháu Hở đi giặt quần áo ấy, giặt một bộ quần áo là cũng phải là rơi vào trong cả buổi sáng cháu Hở mới giặt xong. Đấy, cho nên là cháu Hở giặt như vậy là cũng rất là sạch. Còn ở bên trong này ấy các bạn ạ, con gà này là đang đẻ. Tụi cái này chỉnh phẹt hay là buộc hay hả? Hả? Tụi cái này buộc hả? Buộc cặp lâu chứ lúc thì hả? Ờ, buộc một cặp lâu chứ lúc hả? Mua mình nhỏ tao mới hả? Mua mình nhỏ chứ tao hả? Mua mình nhỏ mà. Mua mình nhỏ. Các bạn ạ, mình có hỏi anh Trá rằng là con gà mà đợt trước Mỹ Hải cũng có mua vào các bạn này là ấp bao nhiêu quả trứng. Anh Trá cũng có nói là ấp 12 quả mà ấp được bao nhiêu ngày rồi. Anh Trá cũng có nói là hơn chục ngày rồi nhé các bạn nhé. Đấy, rất là mừng cho dân nhà anh Trá này. Gà đợt trước mua vào là anh Trá cũng để ở trong nhà thôi, để ấp ở trong nhà để đỡ lạnh ấy các bạn ạ. Cái cây này nếu anh Trá như vậy thì làm sao mà đi cày được hả em Xính ơi? Dạ. Cái cây này, cái cây của nhà anh Trá đây này. Cái cây đấy á? Đúng rồi. Cái đấy thì... phải nhờ người đi cày hay là cháu Hở đi cày? Không, phải nhờ người đi cày thôi. Nhờ người đi cày thôi đúng không? Cái cây này là... có phải nhờ anh em đi cày. À, phải nhờ anh em đi cày hộ nương nhà mình. Thế là cháu Hở là cũng đã nhổ xong cỏ hết nhà mình chưa? Mẹ Hở! Hả? À? Đốt tết tao chị tao? À tết? Ờ? Đó bẻ, bây giờ nó đã tàn tàu. À, đó tàn tàu chứ? Ừ. Ồ. Tàn tàu. Ừ. Tàn tàu bởi sợ tết chí mà. Ờ, bởi sao tàn chứ? Tỏ, tỏ nên đốt tàn tàu. À tết? Ờ? Đốt tàn chứ? Ừ, chôn tàu. Chôn tàu. Đấy các bạn ạ, mình cũng có nương nhà mình ấy là cháu Hở đi nhổ hay là ai nhổ cùng, vì là cháu Hở cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cháu Hở tự đi nhổ cỏ đấy các bạn nhé. Cháu Hở có nói rằng là cháu Hở nhổ ấy cũng được hơn tuần nay rồi, cũng gần hết rồi các bạn ạ. À, cháu Hở cũng đã nhổ xong hết như này rồi các bạn ạ, vì là còn những cái mà chưa nhổ đây này, còn những cái cỏ bên này chưa nhổ ấy là của nhà hàng xóm, còn những cái đã nhổ rồi ấy là của nhà anh Trá nhé các bạn nhé. Cháu Hở cũng rất là chăm chỉ. Còn là những cái bờ nương mà kè dưới này, theo như em Xính nói rằng là cũng có nhờ anh em hàng xóm đến để kè giúp cái bờ nương nhé các bạn nhé. Bây giờ là cũng đã làm cỏ xong như vậy rồi các bạn ạ. Bây giờ là cũng toàn trơ đá là đá thôi. Còn những cái chưa nhổ cỏ kia thì là cũng chưa nhìn thấy đá trơ nhiều lắm, còn đá nhổ xong rồi ấy, như bên này ấy các bạn ạ, toàn đá là đá nhé các bạn nhé. Vùng ở trên nhà anh Trái cũng chỉ toàn những cái đá tảng như vậy, thì là nếu mà trồng ngô ấy cũng không thể trồng được các bạn ạ. Ở đây toàn những cái đá tảng như vậy đấy, không thể trồng được. Còn những cái lối bên này là toàn đá thôi, là sẽ tạo thành một cái lối đi. Đấy các bạn ạ, như vậy thì là không thể trồng được, cũng chỉ còn lại những cái hốc khe này các bạn này, là tận dụng lại là sẽ trồng những cái hốc ngô ở đây. Đấy, cũng chỉ đá như vậy thì trồng là nương rất là nhiều, nhưng mà được cái là không thể trồng ngô được, toàn đá thôi các bạn ạ. Thế cho nên là vẫn bắt buộc là phải kè để mỗi lần mà mưa to ấy, để đỡ cuốn lại những cái đất này đi. Thế cho nên là phải kè những cái bờ nương như vậy nhé các bạn. Các bạn ạ, hôm nọ là Mỹ Hải cũng có dỡ nhà của Mỹ Hải ấy. Thế cho nên là mấy anh em cũng có đến giúp nhà Mỹ Hải dỡ nhà ấy. Thế cho nên là mấy cái khăn tre mà để cắt tóc ấy
cho nên là cũng không biết là để góc nào rồi, cũng không có khăn che để cắt tóc. Thế cho nên là anh Trá cũng lấy một cái túi bóng như vậy để Mỹ Hải chuẩn bị hất tóc cho anh Trá nhé các bạn. Mỹ vào ơi, hộ lấy một cái ghế ra ngoài xong nào, để cho anh Trá ngồi xong là cắt tóc cho anh Trá. Tuy rằng là anh Trái bị mù cả đôi mắt nhưng mà anh Trái đi đường ấy cũng rất là thạo. Đấy đấy, đi vào cầm tay. Còn đường đấy là mình lại chuyển vị trí là anh Trái không biết đâu. Mới vào cắt cho anh Trái luôn đi. Không có biết cắt đâu. Không biết cắt à? vẫn chưa thử. Vẫn chưa thử à? Rồi rồi, để chú. Đây không ạ? Dạ, sao không? Chú anh Trá thì cũng chỉ ở nhà thì không đi đâu ấy. Thì cứ cắt ngắn đi cho đỡ phải cắt nhiều lần. Cắt ngắn đi á? Đây. Sợ cắt ngắn quá thì lại lạnh sao? Lạnh đi mùa này. Trời này nó trời này nó cũng đã lạnh mà. Bởi vì mình vùng ở trên này thì nó cũng rất lạnh mà. Đúng rồi. Có cái kéo tỉa cái đâu này. Lạnh lắm. 5 độ C, sợ mấy hôm nó sợ nó còn xuống nữa, rất là lạnh luôn. Chết được, tôi chết. Nó lo. Tôi chết thì các bạn ạ, anh Trang có nói rằng là rất là lạnh nhá các bạn nhá. Chúng ta đừng đo chạy thế này. Để nó đo, cũng chỉ chân cho thế thôi được. Bỏ bỏ, chỉ chân xe thôi mà. Tao tao chỉ nhá. Anh Trang có nói rằng là anh Trang cũng ở nhà ấy, đun bằng cây ngô thôi. Tao cũng rất là bụi, thế cho nên là anh Trang có nói rằng là đợt trước ấy em chính Sình cũng có vào cùng Mỹ Hải vào đấy cắt tóc cho anh Trang một lần thôi, thế cho nên là từ đợt đấy là đến tận bây giờ cũng chưa cắt. Giải nhanh phết đấy bạn này. Vâng, giải nhanh. Cái kiểu mùa đông hay hai gội nước nóng này. Đúng rồi. Gội nước nóng là tóc nó giải nhanh này. Vì là trong nhà ấy, ở trong nhà ấy cũng chỉ đun cây đô thôi. Vâng. Thấm ra là bụi. Đáng lẽ là dân mình phải làm cái trái nhà ra để bếp lò ra cái trái. Đúng rồi. Nó đỡ bụi trong nhà. Nhưng mà nhà anh Trái là cũng chưa có tiền ấy, chưa có điều kiện để làm cái trái bếp ra. Cho tên tên táo hồi đó đưa ý lưu dốt để cắt chữ ý sử dụng tí trong bè. Chưa lắm. Cắt vừa thôi, không thì cũng lạnh đấy. Đúng rồi. Nhanh thôi mà. Vâng. Thì tóc của anh Trái nó cũng ngắn rồi mà. Đúng rồi. Quên bảo cháu Hờ là sẽ đun nước. Để thì dùng nước nóng gội đầu. Đúng rồi. Lúc mình cắt xong cho anh Trái là mình cắt cho cháu Hờ nữa là anh Trái gội xong là cháu Hờ lại đặt một nồi nước nữa là xong mà. Vâng.
những cơn gió này hơi bị mát mẻ. Cơn gió này là lạnh lắm ấy. Rồi. Tàu à? Chị Ban, chị Ban. Từ từ. Chị Ban nhá. Từ nhá. Rồi. Tao muốn dẫn tao nhá. Đấy, xong là đi gội đầu. Nè ơ. Lọt tiếp lao ơ. Kế cho được là hai à? Ừ, lọt tiếp lao ơ. Ừ, chị là. Úi, đi được không đấy? Mình lại đổi lạc hướng là anh Trá lại không biết đường đi về vào đấy. Đó, một tấm cao họ. Ừ. Nên là. Đấy, dòng đi. Dòng đó. Bác của cháu hờ cũng dài nhanh. Rồi. Cháu hở rất là chăm chỉ gội đầu này. À, nó tốc mực mà nó dễ cắt. Đúng rồi. Còn cháu bé là đang đi học. Vâng. Nếu không mình cắt tóc cả cho cháu bé đi. Cúi xuống. Cổ của cháu hờ là cúi như này là hơi cứng. Cắt đợt này xong là thoải mái, ăn Tết sau mới cắt được. Đúng rồi. Hôm nào là mình phải vào bản ấy. Mình vào mình đi cả bản mình cắt tóc cho hết. Các những người mà tóc dài. Đúng rồi. Để nó chuẩn bị tóc dài ăn Tết, đón Tết. Đúng rồi. Chán đi. Đấy. Chán đi á. Sống ai mà. Không. Cháu hồi lúc nào cũng phải đeo chìa khóa vào trong người này. Cái chìa khóa tủ. Chìa khóa tủ ấy. Để đấy thì sợ đi mẹ về mẹ lại lấy đi đâu ấy. Ây giời. Cháu hờ. Cháu hờ cũng có dâu quen nón này. Rất là đẹp. Rồi, tao hờ. Tao hờ, chị Ban nhá, chị Ban nhá. Tao nhá. Đấy. Ơi, tao muốn tốt tao nhá. Ngang đấy có đi mồ. Ngang đấy có mồ.
Cảm ơn tao nhá. Ừ, gọn ngay mà. Vâng. Tủ thì cũng quá. Để ở một góc này cũng rất là gọn. Vấn đề là lạnh quá này. Thế cho nên là anh trái cũng đặt luôn nước ở đây để tí nữa hai bố con sẽ gội đầu nha các bạn nhé. Cháu Hờ thì cũng đã đun được nước ấm rồi. Giờ là cháu đang đổ nước ấm vào đây để cháu cũng sẽ mang ra ngoài này để cháu gội đầu nha các bạn nhé. Nó tạt kia mà. Hãy đổ hết vào cho cháu đi. Gội đầu cho nhiều nước vào tí. Cái này là mới vào phải pha nước cho. Ui chứ mà chứ mà. Ôi cu cu. Nóng. Mới vào pha nước xong là mới vào hộ lấy gáo xong là múc nước cho cháu luôn. Để mình gội như vậy đỡ tốn nước. Đặt một ấm vào đây nữa. Xong là tí là anh cháu sẽ gội. Các bạn ạ. Ở trên vùng anh trái cũng chỉ đun là những cái cây ngô như vậy. Đấy, mi vào múc nước cho cháu đi để đỡ tốn nước. Gáo múc nước sạch à? Ôi cháu đã gội luôn như này rồi. Thế thì nhiều tóc vào đấy lắm. Rồi thế thì hai lần nước. Đấy, lấy dầu gội trong kia đi, trong tủ ấy. Lấy dầu gội cho cháu. Này này, các bạn ạ. Ở nhà anh trái sáng nay là không biết là ăn gì chưa à, cũng chỉ có lại những cái cánh rau nhạt như vậy. Còn cái nồi này đang nóng như này là nhà anh trái nấu cái gì đây đây? Nồi canh truyền thống à, cũng là nồi canh rau. Sao lại hai nồi đây mấy bà? Nồi này chắc là định làm canh. Nồi này là nồi to à, canh mặn à? Nồi bé này chắc định làm canh ngọt. Đây là cũng có một nồi rau, rau dưa. Ở bên này là không có gì. Các bạn ạ, ở trên này ấy, những cái chai dầu ăn của hành nhà anh trái các bạn ạ, cho nên là rất là lạnh. Những cái chai dầu ăn như vậy cũng đã đông như vậy rồi thì anh trái sẽ cắt lại cái chai dầu ăn này để anh trái lấy thìa múc thì mới múc được nha các bạn nhé. Còn đây là những cái túi muối, đây là những cái giỏ thìa mà của anh trái cũng đang để ở đây. Còn lấy vào thì anh trái cũng đã xếp được trong này rồi. Cháu Hờ xếp chén này. Cháu Hờ xếp chén này cũng được như vậy nha các bạn nhé. Đấy, cháu Hờ thì cũng không chưa có bắt đũa chồng vào nhau. Cháu cứ xếp cho nó đầy. Cháu cứ xếp cho đầy à. Những cái bát đũa mà hôm trước là Mỹ Hải mua vào ấy thì sáng nay anh cháu cũng có nói là đang để trên gác vì là chị bị tâm thần như vậy ấy. Thế cho nên là cũng lo rằng là chị cầm đi. Thấy lần nước thứ hai rồi. Thế cho nên là bây giờ là cũng chỉ gội sạch đi thôi là xong. Còn Lý Vả thì cũng đang đun nước ở trong này để cho anh trái gội đầu. Ôi còn cái nắp ấm thì đâu rồi? Cái này không có nắp để bị... Mỗi lần mà mình đun nước uống ấy, không có cái nắp này là sẽ rất là bụi đấy. Vì là mình đun cây ngô đâu Lý Vả. À, khói quá. Còn ở khu cửa bên này này, anh trà cũng đang lấy củi các bạn ạ, mang về đun. Đồi nhà anh trà là cũng không có đồi phải không em? Không có đâu. Không có à? Thế là những cái củi này là cháu Hờ đi chặt tận đâu? Đi chặt tận trên núi kia. À, núi kia là nhưng mà rừng của người ta hay là như nào? Có khi là... Đi xin đúng không? Đi xin. À, đi xin đổi của nhà người ta thôi. Đấy, nếu mà cháu Hờ đi chặt được như vậy thì là khá xa đấy đúng không? Không có chặt, cũng chỉ đi xin được những cái cành nhỏ như vậy thôi. Rồi, rồi. Thank you.
Sau một thời gian ấy, cháu Hờ thì cũng đã gội đầu xong. Khả năng là Mỹ Hải cũng chào anh cháu xong là Mỹ Hải cũng ra về. Em xin trưởng xóm ơi, dạ. Khéo anh mình xin phép chào anh cháu xong là anh mình đi về đi. Vâng. Rồi rồi, Mỹ vào anh mình chuẩn bị đi về đi. Vâng. Hello. Nông này ông cả khó qua từ Phong Nghi nè, nhóm quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nè. Ông xá lúc qua thôi nhá. Mà tư vừa tàu dành tỏ nỉ nhá. Vừa dành đi mà nhỏ nhá. Ông một chê nhá. Một chê là. Mỗi bên trả số đó. Mỗi bên thông bảo tôi hò. Sẽ cho sách tục phao á. Mà vô mình sẽ cho phú đâu á. Cho sách tục phao á. Cho sách tục phao hò. Cho Phong Nghi. Cho sách tục phao á. Tao là. Các bạn ạ. Mình cũng có nói với anh Trá rằng là hôm nay là mình cũng đã mua được chặn bát vào. Và số tiền còn lại mình cũng đã trao cho anh Trái rằng là phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ấy các bạn ạ. Thì qua đây thì anh Trái cũng không biết nói tiếng phổ thông, anh Trái cũng chỉ biết nói tiếng của Mỹ Hải thôi. Thế cho nên là anh Trái cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và ta chú ý tụ phao chứ, ý tụ phao nhóc của mì cu à. Tụ phao là phao lý à. Tụ phao lý nhóc của mì cu nhá, để sát tế tụ ọt chứ nhá. Sát tế tụ ọt chứ chạp trọng ưu thế đó. Cho ta. Cho sách tụ phao á. Cho sách tụ phao à. Tụ phao đúng hả, mà sát tế tụ phao á, dù khách chạp tụ phao ưu tá, cho sách tụ phao á. Tao là. Các bạn ạ, và mình cũng có nói với anh Trá rằng là cũng có trao phần quà của chị Lý ở Na Uy ấy các bạn ạ. Cũng có gửi tiền về cho anh Trá. Để anh Trá cũng có mua thực phẩm ấy và cũng mua một ít thịt để treo dần. Từ giờ là đến Tết ấy, nhà anh Trá cũng có một ít thịt để đón Tết nhé các bạn nhé. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin phép rằng là Mỹ Hải cũng ra về nhé các bạn nhé. Ôi lìa nhỏ nhá. Tao là ông mua trẻ nhá. Ông mua trẻ nhá. Ăn nhỏ mẹ hơi nhỏ mua trẻ nhá. Mua bên đâu mà tôi sửa nhá. Các bạn ạ, mình cũng có nói với cháu Hờ rằng là mình cũng xin phép rằng là mình đi về. Thế cháu Hờ cũng có nói với Mỹ Hải rằng là chú đi vài ba hôm, chú có rảnh thời gian ấy, chú vào thăm nhà cháu. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng bảo là mai ngày kia Mỹ Hải rảnh là Mỹ Hải sẽ trở lại thăm gia đình nhà cháu Hờ nhá các bạn nhá. Thôi đi, mình đi về đi. Rồi rồi rồi, đây. Đi. Đi chẳng xóm ơi. Mổ nhá. Tao là nhau chuyện nhá. Ông mổ nhá. Bên một bên rồi. Đây mình đi đây. Nó thì nó về. Các bạn ạ, sau một thời gian ngắn ấy, đồng hành cùng Mỹ Hải là Mỹ Và, với lại là trực tiếp là em xính trưởng xóm ấy, cũng có mang chặn bát lên cho nhà anh Trái các bạn ạ. Qua đây thì Mỹ Hải cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn chị Lý ở Na Uy cũng có gửi 1 triệu cho nhà anh Trái nhé các bạn. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải.